Ngay sau kết thúc cuộc họp rà soát tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cũng đã có buổi tiếp các hộ dân khu vực Cồn Dầu diện giải tỏa dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Theo đó, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đã tiếp 10 hộ dân trong dự án trên. Các hộ dân đã có nhiều kiến nghị, đề nghị thành phố xem xét giải quyết, trong đó tập trung vào các vấn đề về bố trí thêm đất tái định cư, nâng mặt các đường các lô đất tái định cư, cũng như đề nghị hỗ trợ thêm về chuyển đổi ngành nghề, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Qua nghe kiến nghị của các hộ dân và đề xuất của các ngành liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo giải quyết cụ thể từng trường hợp trên tinh thần thấu tình đạt lý, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của các hộ dân theo quy định và tạo điều kiện tốt nhất để người dân có cuộc sống tốt hơn sau giải tỏa. Đã có 4 hộ đồng ý với kết quả giải quyết và cam kết ban giao mặt bằng cho dự án thi công.